câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Đà Nẵng sẽ gặp nhau vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 24 tây tháng 6. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 12 giải vô địch quốc gia Việt Nam V-League và trận đấu này các cầu thủ Hải Phòng sẽ tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra ở trận đấu này thì đội chủ nhà Hải Phòng sẽ là những người được đánh giá của trên và sẽ chấp Đà Nẵng với mức kèo là 1 trái, mức kèo phải hạ xuống còn 0,75 và tăng 1,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 2 trái, 2,25 và 2,5 tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao. Thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây thì các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên và ngoài ra thì các bạn sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này nha. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha năm lần đối đầu gần nhất của Hải Phòng và Đà Nẵng thì Hải Phòng thắng 2, hòa 1 và thua 2 trước Đà Nẵng. Năm trận thi đấu gần nhất của Hải Phòng thì Hải Phòng bất bại với hai trận thắng và ba trận hòa. Năm trận thi đấu gần nhất của Đà Nẵng thì Đà Nẵng không thắng, họ chỉ hòa được 3 trận và để thua hai trận. Và ở lần đối đầu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn chủ nhà Hải Phòng chấp một trái hoặc là 0,75 nha. Vì sao? Thứ nhất là nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở lần chạm trán này so với Đà Nẵng ở thời điểm hiện tại thì Hải Phòng vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn đội khách một bậc. Thứ hai đó trận đấu này Hải Phòng có điểm tựa trên sân nhà và thứ ba thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu ấy. thì mặc dù là cái thành tích đối đầu ở năm lượt trận gần đây nhất thì hai đội cũng đang khá là cân bằng tuy nhiên thì do đà nẵng ở thời gian gần đây đang có phong độ không tốt đặc biệt là hàng thủ đang chơi cũng khá là lỏng lẻo còn hải phòng thì ngược lại họ vẫn đang giữ cho mình một cái phong độ cực kỳ ổn định ở thời gian đây với lại trận đấu này đá trên sân nhà gặp đối thủ đang mất phong độ và hàng thủ chơi không tốt thì đây sẽ là cái cơ hội để cho hải phòng có thể là khai thác được để có thêm một chiến thắng nữa để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng với cái mức kèo thế này thì mình nghĩ cũng không làm khó được hải phòng khi mà họ đá trên sân nhà đâu cho trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn chủ nhà hải phòng chấp từ một trái trở xuống thôi nha mức tài xỉu trận đấu này là 2,25 năm và hai trái thì nó đi cũng phải nói lại là mặc dù trận đấu này Đà Nẵng cửa dưới tuy nhiên thì ít nhiều gì Đà Nẵng họ cũng là đội bóng có thực lực chứ không phải gọi là hoàn toàn quay ở đâu những lần chạm trán với Hải Phòng thì Đà Nẵng họ cũng rất có duyên ghi bàn vì đón trận đấu này khả năng là hai đội sẽ đều có bàn thắng vào lưới cầu thủ của mình và Hải Phòng với mọi thứ đều đang vượt trội hơn Đà Nẵng thì sẽ vượt qua được Đà Nẵng với tỷ số là 3-1 hoặc là 4-1 bao nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đi cửa tài trận đấu này trận đấu này các bạn canh cho kèo tài nó hạ còn từ hai trái trở xuống các bạn hãy vào nha ở mức hiệp một thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là một trái thì do đó thì một với phong đầu đang ổn định và điểm tựa sân nhà thì hải phòng họ sẽ tận dụng được lợi thế này để có một và hai bàn thắng dẫn trước thì một các bạn chọn hải phòng chấp nha và đá tài dưới một tới bài trận đấu chốt kèo là chọn hải phòng và đá tài ở hai một cũng chọn hải phòng canh tài hải với một thì vào xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo chú này may mắn nha